Trở thành, Dương Thắng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Sở Nhiễm hết sức chuyên chú bóp lệnh bài bộ dáng, nên tính là khống chế được. Quả nhiên, gây ra tại Sở Nhiễm trước mặt đi tới đi lui, đi lang thang, Sở Nhiễm cũng không lại để ý hắn, xem ra thẳng đến lệnh bài triệt để biến thành bụi phấn trước đó, Sở Nhiễm là sẽ không lại công kích. Tông chủ, ngài nhìn, ta liền nói ngài là sinh tử của nàng chấp niệm á. Dương Thắng lúc này thế mà còn cười lên tiếng. Trương Mạc thì cảm giác một trận kinh tâm, nhìn Sở Nhiễm bóp lệnh bài bộ dáng, Trương Mạc cảm giác đến xương cốt của mình cũng bắt đầu đau. Không được xem, không được xem, quá có đại nhập cảm. Trương Mạc nói khẽ, đừng để nàng lại chạy khắp nơi. Nói xong, Trương Mạc liền tranh thủ thời gian quay người đi ra ngoài. Dương Thạc thấp giọng xác nhận, sau đó đối kế khác mà tu nói, đã nghe chưa, nghĩ biện pháp, đừng để nàng lại đi ra ngoài. Cho nàng làm ít đồ, để nàng trung thực đợi ở chỗ này. Cái khác chư vị ma tu một mặt mộng, trung thực đợi tại cái này. Làm sao cái trung thực pháp, dùng dây xích trói chết sao? Nhìn xem những người khác đều nghe không hiểu, Dương Thạc cắn răng nói, một đám ngu xuẩn. Nội quỷ biết hay không, cho nàng tại cái này tu cái phòng nhỏ, làm điểm nàng ưa thích đồ vật, đại môn khóa kín, về sau không có tông chủ lệnh bài, không cho phép lại ra vào nơi này. Lần này mọi người lập tức đều hiểu, luôn mồm xưng vâng. Dương Thạc thì là một mặt tiếc hận, lúc đầu luyện thành thi quỷ việc này là hắn muốn, thân là đại trưởng lão, hắn luôn cảm giác mình thực lực không đủ, một mực đang suy nghĩ làm sao tăng cường. Hiện tại tốt, tới tay thi quỷ không có, còn kém chút để tông chủ trách phạt. Ai, cho hắn tìm tới khống chế nửa quỷ phương pháp trước đó. Chỉ có thể tạm thời đem nàng nuôi dưỡng ở cái này, hy vọng lại đừng xảy ra sự cố. Trương Mạc rời đi ma tháp, dự định đi về nghỉ. Không có cách, tiêu hao quá nhiều, có chút hư. Vừa đi đến cửa miệng, Trương Mạc lập tức nhìn thấy một cái huyết nhân bò tới. Lập tức Trương Mạc giật nảy mình, lập tức bản năng liền là một cước, trực tiếp đá vào huyết nhân trên mặt. Sau đó nghe ai u một tiếng, Trương Mạc tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện huyết nhân lại là lão Lý. Tông chủ, lão Lý kêu khóc không ngừng, căn bản không lo được trên mặt dấu dày lại ôm lấy Trương Mạc đùi. Tông chủ à, ta quá thảm rồi, ngươi nhìn ta bị bắt, không có một khối thịt ngon à. Trương Mạc nhìn xem máu thịt bè bét lão Lý, trong lòng chỉ có hai chữ, đáng đời. Nói lên đến, Sở Nhiễm đủ có thể à, chết còn có thể tìm tới kẻ cầm đầu, chập chập, ra tay thật hùng ác. Đi, đừng khóc, tông chủ đã đem nàng đã thu phục được. Dương Thảo sau lưng Trương Mạc nói, lão Lý nghe vậy, tiếng khóc ngừng lại thu nói, làm xong, vậy là tốt rồi, không có ra cái đại sự gì à. Trương Mạc chậm rãi nói, sự tình ngược lại là không có gì. Lão Lý, về sau ngươi liền phụ trách trông giữ nàng à? Cái gì? Lão Lý mở to hai mắt nhìn Trương Mạc nhưng không có giải thích, bước nhanh mà rời đi. Lão Lý tranh thủ thời gian lại ôm lấy Dương Thạc đùi nói, ý gì? Tông chủ để cho ta trông giữ, cái này không quan tâm ta mệnh sao? Dương Thạc thở dài một tiếng, nói khẽ với lão Lý nói, yên tâm, tình huống đợi chút nữa ta nói cho ngươi. Phiền phức là phiền toái chút, nhưng sẽ không cần mạng ngươi. Kỳ thật hết thảy đều tại tông chủ đại nhân trong dự liệu, chúng ta vẫn là không để ý tới giải tông chủ đại nhân dặn dò. Ai? Lão Lý há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái gì? Đây đều là tông chủ đại nhân tính toán tốt. Lại nhìn một chút thương thế của mình, thật lâu, lão Lý một mặt khóc từng nói, tông chủ đại nhân, ngài thật anh minh. Giờ này khóc này, một bên khác, Cổ Cảng Thành, bến tàu Tả Ngạn, nhất phẩm trà trên lầu. Lầu 3, lão cậu ngồi tại phía trước cửa sổ quan sát toàn bộ bến tàu. Đội thuyền lui tới, đầu người rộn ràng, nhẹ lay động quạt xếp, lão cậu cũng khó được lịch sự tào nhã một lần, ngâm ấm trà nhài tế phẩm, chờ giây lát, nên chờ không có tới, ngược lại là thủ hạ ma tu bước nhanh lên lầu. Toàn bộ lầu 3 đã bị lão cẩu bao tròn, thật cũng không người khác. Ma tu cầm một phong thư đi vào lão cẩu trước mặt nói, cẩu gia, chính đạo liên quân bên kia gửi thư, muốn chúng ta lập tức thả người. Bọn hắn nói thành trì đã giao, theo đạo nghĩa giang hồ, người cũng nên thả. Lão cẩu tiếp nhận tin, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, vung tay liền ném ra cửa sổ. Chúng ta là bọn cướp, lúc nào thả người, chúng ta định đoạt. Bọn hắn nói, liền là cái giám, còn đạo nghĩa giang hồ, ta đạo nghĩa giang hồ chính là... Không có đạo nghĩa giang hồ, bên cạnh mà tù có chút không người, biểu thị thụ giáo. Lão cẩu tiếp tục nói, ngươi giúp ta cho chính đạo liên quân về một phong thư. Liên nói nhân thủ của bọn hắn rút lui không sạch sẽ, trong thành rác rưởi cũng không có quét dọn xong. Còn có ta đột nhiên cảm thấy năm cái thành trì không quá đủ, lại thêm một cái đi. Ngươi tùy ý chọn cái thành, xem bọn hắn nói thế nào. Dù sao người trong tay chúng ta muốn giao liền giao, muốn không giao liền không giao, chậm rãi chơi, không nóng nảy. Bên cạnh ma tu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói, cậu ra ngài anh minh, chỉ là nếu như bọn hắn giận đâu. Lão cẩu quá xếp nhẹ lay động nói, giận vậy liền căn nữa ít đồ đưa đi thôi, sẽ để bọn hắn tỉnh táo lại. Dù sao năm ghế thành đều giao, chẳng lẽ còn sợ lại giao một cái sao? Lạ, ta cái này trở về tin. Ma tu không mời giờ đi. Lão cẩu cười tuê tét cười nói, làm bọn cướp cũng phải chuyên nghiệp á. Lại phẩm một miệng trà, lão cẩu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Đột nhiên một cái hắc nha từ phía trên bên cạnh bay tới. Đầu tiên là một cái nhỏ chút, sau đó cấp tốc đi vào lão cẩu trước mặt. Lập tức lão cẩu đứng dậy tiếp được hắc nha, nhanh chóng từ hắc nha dưới chân xuất ra tờ giấy.
Chỉ nhìn thoáng qua, lão cổ trên mặt liền tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tới, thật tới, thuyền hành đến cổ Quảng Thành, liền mấy ngày nay. Vỗ bàn một cái, lão cổ lớn tiếng nói. Người tới, nhanh chóng, mấy tên ma tu chạy tới. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả ma tu tề đủ gật đầu. Lão cổ tiếp tục nói. Hiện tại lập tức cho tông môn hồi âm, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến, ca lớn tới. Còn có, mấy người các ngươi tự mình đi đưa, phân mấy đường. Không thể chậm trễ. Vâng, mấy người nhanh chóng rời đi. Lão cổ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nắm đấm chậm rãi siết chặt. Trên đại dương bao la, một chiếc bảo thuyền theo gió vượt sóng. Đầu thuyền lập một người, gió thổi bất động, song đánh không lùi. Một thân hồng y thắng lửa, dáng người khô ngô, cao có 8 thước. Trên mặt râu đen, đầu báo vòng mắt, chắp hai tay sau lưng một thanh trường đao, có chút lóe hồng mang. Chuôi đao chỗ, có khắc cốt núi nấu biển. Hỏa vân trên trời rơi xuống 8 chữ to. Người này chính là Thụ Vân Phiến công tử mời mà đến, tiến về Thanh Quận tham gia cuộc tỷ thí này mấu chốt người. Nguyên môn, Hỏa Vân trưởng lão, mà to lớn bảo trong thuyền cũng không có cái gì viện quân, ngoại trừ thủy thủ cùng lực sĩ bên ngoài, cả con thuyền kỳ thật chỉ tràn đầy một vật, cái kia chính là lôi hỏa thạch, hơn nữa còn là đặc chất tử viêm lôi hỏa thạch. Trương tông chủ san san tới chậm, tìm vẻ địa phương an toàn, xa xa nhìn về phía thư phòng bên này, không người nào dám tới gần, ai biết bạo tạc có thể hay không lại đến một lần. Một đám ma tu đen thư phòng bao bọc vây quanh, ngay cả bỏ rơi nhiệm vụ Viên Thịt đều hốt hoảng chạy trở về. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Viên Thịt sao có thể không ngạc nhiên? Tình huống như thế nào, vừa đi không bao lâu, phong ở đều nổ. Chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Nói đùa, ta đường đường Viên Thịt, không sợ khó khăn. Ai dám giết ta? Bước nhanh, Viên Thịt lui về phía sau. Bụi mù hồi lâu mới tiêu tán, nằm trên mặt đất. Máu thịt bé bét ẩn, tựa hồ còn đang dãy giụa. Lôi Vĩnh cùng Tần Phong thì hoàn toàn ngã xuống, toàn thân cháy đen như than, không nhúc nhích. Đầu gô cũng nằm xuống, toàn thân bốc lên khói nhẹ. Thiên Mị Nhi ngược lại là nhìn lên đến thụ thương nhẹ nhất, dãy giụa lấy còn muốn đi lấy chính mình đàn. Chỉ tiếc nàng đàn sớm đã chỉ còn một nửa, còn lại đã hóa thành tro tàn. Nhìn lên đến rất thả mà, Trương Mặc chậm rãi nói. Lão Lý ở bên không người nói, vẫn là tông chủ ngài bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót. Trương Mặc khẽ nhíu mày, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Không còn chuyện gì đều hướng về thân thể hắn an hảo chứ? Chẳng lẽ những người khác tại trên đường kẻ dẫm lên phân cũng muốn nói là hắn kéo sao? Không có lý do được không? Trương Mạc cũng lời giải thích, nhìn xem giống như không có nguy hiểm gì, liền kính đi thẳng về phía trước đi. Đi vào dương thạp bên cạnh, Trương Mạc trước nhận ra Thiên Mị Nhi, sau đó lại nhận ra cái kia dáng dấp rất xấu sát thủ. Ách, tình huống này tựa hồ là có chút phức tạp. Trương Mạc bức thiết cần phải có người đến giải thích cho hắn một cái. Bất quá không chờ Trương Mạc lên tiếng, ngược lại là Ẩn chậm rãi đứng dậy. Hắn từ cổ họng của mình chỗ rút kiếm ra lưỡi đao mảnh vỡ, sau đó đau thương cười nói, Trương Ma Đầu, cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Nguyên lai ta mua kiếm sự tình đều tại ngươi khống chế phía dưới, ta phục, hoàn toàn phục, không hổ là nổi tiếng thiên hạ Trương Đại Ma Đầu. Trương Mà có chút hé miệng, mua kiếm, tính toán, hắn làm sao nghe được có chút không thích hợp. Ẩn nhìn xem Trương Mặc mặt nói, hư hư thật thật, giả giả chân chân. Trương Mặc chi âm hiểm, quả nhiên cổ kim hiếm thấy, ta này dù chết lại muốn vì về sau người lưu ngấn. Trương Mặc nghe được cái này đã cảm giác triệt để không được bình thường. Các loại, một màn này khá quen, trong đầu không khỏi toát ra mấy cái hình ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ là, Ẩn bỗng nhiên một chỉ Trương Mặc nói, ta lấy ta mệnh thề, ta lấy ta hồn thành ấn, huyết chi cực, truy hồn khóa mệnh. Một đạo huyết quang trực tiếp hướng về Trương Mặc đánh tới. Trương Mặc liền biết sẽ là như thế này, ngọa tào, bản mới truy hồn ấn. Nhanh, Trương Mặc lách mình liền tránh sang bên. Còn tốt hắn cơ trí, xem xét Ẩn bộ dáng, liền biết lại là chiêu này. Cái gọi là một lần sinh hai hồi thục, ba bốn lần về, ta không tránh mới là chó. Hắc hắc hắc, nhìn tinh túy ta nhỏ tấu vị, ngọa tào. Trương Mặc vừa nghiêng người một bước, liền nhìn xem cái kia một đạo huyết quang cùng như mọc ra mắt, ngoặt một cái, còn rơi vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Mặc mộng, sau một khắc, phía sau lưng phát nhiệt, truy hồn huyết ấn, thành. Trong nháy mắt, Trương Mặc trên thân tất cả truy hồn ấn tượng là đều bị kích hoạt, màu trắng, màu đỏ, còn có một đạo bá khí màu đen, tam sắc dao thể hiện lên. Trương Mặc mặt đều bị chiếu nhuộm thành các loại nhan sắc, quanh mình ma tu nhao nhao tán thưởng, đến cùng là tông chủ, sợ người khác mạnh không trúng, mình liền hướng đụng lên. Nhìn xem cái này tam sắc giao thế, truy hồn ấn chi quang, lóa mắt vô hạn. Quả nhiên là ma tu bên trong, nhất lóe sáng tồn tại. Dương Thạc đều nhẹ nhàng ở bên vỗ tay. Quả nhiên tông chủ chính là định tập hợp đủ cầu vồng sắc. Những người khác đi theo Dương Thạc cùng một chỗ nhao nhao vỗ tay, biểu thị mình sùng bái. Thả xong cường hóa bản truy hồn ấn Ẩn, giờ phút này triệt để đã mất đi tất cả khí lực, đã xuống đất bỏ mình, lại không có hô hấp. Trương Mạc rất muốn khóc, nhưng đứng tại chỗ chen lấn nửa ngày cũng chen không ra một giọt nước mắt. Nhan sắc cái gì còn chưa tính, mấu chốt là truy hồn ân thứ này sẽ chiếm làn da. Tại tiếp tục như thế, hắn có thể hay không biến thành làn da quái, toàn thân đều là ấn loại kia, toàn thân cao thấp không có một khối tốt da, vừa đi ra khỏi đi có thể hù chết một con trâu, mấm lại liền đáng sợ.
Làm sao cảm giác tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Ai, khó chịu muốn khóc quên yêu. Sớm biết liền không tới, nhìn cái náo nhiệt, nhìn ra chuyện. Bên này, Thiên Mị Nhi nhìn xem Ẩn Thần chết, lại nghe Song Ẩn khi còn sống theo như lời nói. Đột nhiên như thần kinh bệnh bắt đầu cùng tiếu. Thì ra là thế, nguyên lai hết thảy đều là coi là tốt. Trương Mặc nhìn xem Thiên Mị Nhi thế mà cũng tư tưởng rối loạn. Tranh thủ thời gian muốn giải thích một phen. Thiên Mị cô nương kỳ thật. Thiên Mị Nhi đột nhiên âm điệu cất cao nói. Nếu như đã bị ngươi xem thấu, vậy ta cũng liền không giả. Trương Ma Đầu, ta mặc dù không cách nào đưa ngươi đoạt hồn, nhưng ngươi cũng không cần phách lối, sẽ có kẻ đến sau. Ngươi cuối cùng sẽ thành thi quỷ. Trương Mặc thật sự là nghe không hiểu, cái gì đoạt hồn, cái gì kẻ đến sau. Chúng ta không phải nói chuyện rất tốt sao? Con cùng một chỗ tâm tình cao nhà âm nhạc, ta còn cứu được ngươi một mạng đâu. Thiên Mị Nhi cô nương, ngươi nghe ta nói. Trương Mặc tiến lên một bước, vươn tay ra. Bốn phía tất cả ma tu đi theo Trương Mặc động tác, đều nhao nhao tiến lên. Cầm đao kiếm trong tay đầy tràn ma nguyên. Thiên Mị Nhi xem xét Trương Mặc muốn tới gần, còn đưa tay muốn phái thủ hạ tiến lên. Lập tức ma nguyên tự hủy, toàn thân rung mạnh, từng điểm. Thiên Mị Nhi thân thể bắt đầu xuất hiện quỷ dị bành trướng. Ngay tiếp theo thanh âm đều run rẩy theo. Hừ, muốn bắt sống ta, không có khả năng cho ngươi cơ hội, mơ tưởng lại nhục ta. Nói xong, Thiên Mị Nhi tại chỗ tự bạo, thân thể trực tiếp nổ tung. Ngay cả lưu thi luyện quỷ khả năng cũng sẽ không cho Trương Mặc. Trương Mặc có chút hé miệng, lông mày nhíu chặt. Những này nữ đều có bị bệnh không? Vô luận chính đạo vẫn là ma tu, lại không thể có một người hào hào nghe hắn nói sao? Đều khó như vậy lấy câu thông sao? Thế nào lại tự sát ta? Đau đầu, Trương Mặc cái trán gân xanh đều đang nhảy, thật lâu không nói. Cái khác ma tu nhìn xem tông chủ chỉ tiến lên một bước, liền làm cho đối phương tự bạo, cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Tông chủ liền là tông chủ, trực tiếp đem đối phương hủ chết. Đã nghe chưa? Trước khi chết nói, tuyệt không hề bị nhục. Cái này lại chứ, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Cái này còn phẩm cái gì, khẳng định là tông báo. Chủ chiếm tiện nghi à, vẫn là đại tiện nghi đi, chập chập. Vẫn là tông chủ chơi hòa, chơi đến người ta chịu không được, tính nguyện bỏ mình. Không hổ là ma tu bên trong ma tu mẫu mực à. Muốn học tập bác chư vị, chúng ta cách chân chính đại ma tu vẫn là quá xa. Đúng vậy à, cứ như vậy một lát sau, lại lời đồn bay đầy trời. Nghi đến không còn 2 ngày, toàn bộ quận thành liền sẽ lại chuyển khắp Trương đại ma đầu mới sự tích. Quận thành, nghe nói không? Mười đại mỹ nhân Thiên Mị Nhi tiểu thư chết rồi, vẫn là bị Trương đại ma đầu giết chết. Nghe nói không? Mười đại mỹ nhân Thiên Mị Nhi tiểu thư chết rồi, bị Trương ma đầu đùa trời chết. Nghe nói không? Mười đại mỹ nhân Thiên Mị Nhi chết rồi, Trương ma đầu tàn nhẫn coi nàng là chúng đùa trời chết. Nghe nói không? Mười đại mỹ nhân đều bị Trương ma đầu trước mặt mọi người đùa trời chết. Cái gì? Mỹ nhân đều bị Trương ma đầu trời chết rồi? Vậy ta về sau không mua được nước tắm á? Trương Mặc còn là coi thường lời đồn truyền bá tốc độ, chỗ nào còn cần 2 ngày, chỉ không đến nửa ngày. Toàn bộ quận thành liền đi đầy đường, đều đang nghị luận Trương đại ma đầu tàn bạo sự tích. Không ít người lòng đầy căm phẫn, biểu thị nhất định phải là thanh quận trừ hại. Sau đó đám người này liền không có sau đó. Buổi tối đến yến hội lúc, Trương Mặc liền thấy được lời đồn đáng sợ. Vừa trở về lão cẩu, còn không có cho Trương Mặc hào hào kính vài chén rượu, liền thần thần bí bí hỏi: "Tông chủ, nghe nói ngài đùa trời chết hơn 100 cái mỹ nhân, còn đem thi thể của các nàng đều ném vào trong hồ, dự định mỗi ngày uống các nàng nước tắm, có phải thật vậy hay không?" Trương Mặc kém chút bị một ngụm rượu sặc chết. Hắn cuối cùng biết vì cái gì thanh danh của mình kém như vậy. Liên đán này tin đồn nói, quá mức á. Ta đường đường tông chủ, lúc nào uống nước tắm. Buổi tối yến hội đều ăn khó chịu. Vốn còn muốn nói lại đôi câu Trương Mặc cũng triệt để không có hào hứng. Vốn đang dự định mời đoàn ca múa tới chợ trợ hứng. Kết quả hắn sự tích vừa truyền ra đi, nhưng cái kia đáp ứng tốt đoàn ca múa, trực tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói cái gì cũng không chịu tiến quận thủ phủ. Một đám người tại quận thủ phủ trước cửa khóc lê hoa đài vũ. Không biết, con tưởng rằng Trương Tông chủ tấn ngay, liền tiếng khóc còn có tiếng pháo nổ, quận thành lại nghênh đón một năm mới. Cái gọi là niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Pháo hoa chói lọi đốt đêm tối, Trương Đại Tông chủ đùa nghịch rượu điên. Lão Tặc Thiên, sang năm để cho ta qua cái yên tĩnh năm A. Còn có ma thần, ta tiếp tục mời đại gia ngươi. Một ngày sau, toàn bộ thanh quận chuyển khắp Trương Đại ma đầu mới sự tích. Giết mỹ nhân sự tình, để cho người ta người nghe rời lệ, người nghe chấn kinh. 2 ngày về sau, chính đạo tiêu đề báo bản đầu đề: Trương ma đầu biến thái hành vi, giết Thiên Mị chọc giận lòng người. Văn chương kỹ càng miêu tả Trương ma đầu tàn nhẫn, hận không thể đem 10 đại cực hình người phát minh đều ép đến Trương Mặc trên đầu. Văn chương vừa ra, Trương ma đầu hung tàn tên lại được mấy lần. Sau 3 ngày, chính đạo báo vẫn như cũ là trang đầu đầu đề, lần này rõ ràng là để lên một phong tuyệt bút tin đến từ chín đa môn, nói là muốn vạch trần Trương đại ma đầu âm hiểm cùng tàn nhẫn, đem thiên hạ người nhìn thấy thư tín. Lại là xuất từ chín đâm môn đệ nhất cao thủ Ẩn Đúc, không khỏi vạn phần chấn kinh. Vô luận là chính đạo còn là ma đạo, chỉ cần là đâm nhau khách giới có chút quen thuộc, đều không vòng qua được Ẩn đại danh. Người xưng chính đạo liên quân bên trong thích khách đệ nhất cao thủ, bá nguyên cảnh hạ đoạt mệnh kiếm, lóe lên càn khôn 10 bước tuyệt,
Dạng này người, thế mà tại Thanh Quận chết. Với lại chết lặng yên không một tiếng động, chỉ để lại một phong tuyệt bút tin. Đi qua 9 đâm môn xác nhận, tin là thật, không có nửa điểm hư giả. Nếu như Gaion giết thành công, như vậy hắn sẽ lại đến một phong. Nhưng mấy ngày trôi qua, Trương Ma Đầu sống rất tốt địa, mà ẩn thì triệt để không có tin tức. Như vậy nói cách khác, ẩn đã ám sát thất bại, chết tại Thanh Quận. Như tin tức này vừa ra, lại thêm cái này phong đặc biệt tuyệt bút tin, lập tức để thiên hạ chính đạo cùng ma đạo đều cảm nhận được thật sâu em ngại. Trương Ma Đầu đến cùng là làm cái gì, có thể làm cho một cái cường đại lão thành lại riêng có uy danh thích khách viết ra bi thảm như vậy tin. Nhìn xem bên trong dùng từ cái gì từng bước sát cơ, cái gì một lần mất kiếm, hai lần bỏ mạnh, cái gì thiên mị như thế mà lại đoạt hồn chi pháp, cũng đối Trương Ma Đầu vô dụng. Bên trong bại lộ tin tức thật sự là nhiều lắm. Lại một liên tưởng, hai ngày trước Trương Ma Đầu hành hạ đến chết mỹ nhân truyền văn, lập tức tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một hình ảnh. Cái kia chính là Trương Ma Đầu ngồi tại xương cốt xếp thành trên ghế, tay trái cầm thiên mỹ nhi đầu người, tay phải nắm vuốt ẩn trái tim, lấy miệt thị tư thái quan sát thương sinh. Tươi máu nhuộm đỏ địa đầu, thiên hạ như kỳ đều ở Trương Ma Đầu dưới chân, mặc cho bằng hắn lại hoai, thật là đáng sợ, quá tà ác. Dạng này Ma Đầu ngay cả ẩn đều không thể ám sát thành công, như vậy còn có những phương pháp khác có thể đối phó sao? Chính đạo dưới báo mặt sau cùng lời nói, phảng phất là tại chất vấn thiên hạ chính đạo, ai có thể giết chết Trương Ma, giết chết Trương Ma Đầu người ở nơi nào? Nguyên Môn Thiên Điện Vân Phiến công tử sư tôn cũng chính là Nguyên Môn đại trưởng lão, nhìn lấy trong tay chính đạo báo im lặng không nói. Bên cạnh Vân Phiến công tử đứng xuôi tay cũng không nói một lời. Thật lâu sư tôn mới nói, xem ra là ta khinh thường cái này Trương Ma Đầu. Nghe đến lời này, Vân Phiến công tử có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ sư tôn sinh khí dưới cơn nóng giận lăn ra cái gì không tốt quyết định. Hiện tại xem ra sư tôn xa so với so tưởng tượng tỉnh táo. Sư tôn là người trong thiên hạ đều xem nhẹ cái này Trương Ma Đầu, ta trước khi đi cũng là như vậy, chỉ có ta rõ ràng Trương Ma Đầu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, cái kia không phải có thể dùng tu vi cảnh giới liền có thể đánh giá. Vân Phiến công tử không người nói. Sư tôn gật đầu nói, đổi lại trước kia ngươi nói lời này, ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi là tại nâng lên đối thủ, che giấu mình thất bại. Hiện tại xem xét, ngươi có thể còn sống trở về coi như may mắn. Chập chập, ẩn cư nhưng đều không có thể còn sống trở về, còn có cái kia thiên mị nhi, thế mà lại đoạt hồn chi pháp, như thế cũng không thể cầm xuống Trương Ma sao? Chính ma hai đạo đều theo dõi hắn, lại đều bắt hắn không thể làm gì, lợi hại á. Sư tôn nhẹ giọng tán thưởng, có thể được đến hắn đánh giá như thế ma tu, toàn bộ hạ quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng một chút, sư tôn nói, chính đâm môn bên kia, ta tự sẽ giải thích. Hiện tại ngươi cảm thấy nên như thế nào đối phó Trương này ma? Vân Phiến công tử lắc đầu nói, không biết, ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn thế yếu thời điểm, liền cực khó đối phó, cơ hồ không có sơ hở. Hiện tại có căn cơ, có địa bàn, có nhân thủ, muốn nhất cổ tác khí bắt lấy hắn, quá khó khăn, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Sư tôn thở dài nói, ta cũng biết tạm thời dạng này, nhưng chỉ sợ có người không nghĩ như vậy à. Ngươi mấy cái kia sư đệ trở về, ta muốn mấy ngày nay, bọn hắn liền muốn cầm Thanh Quận nói chuyện. Vân Phiến công tử cười nói, cầm Thanh Quận nói sự tình, ha ha, nếu như bọn hắn muốn đi Thanh Quận thử một chút, ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Anh không sợ bọn họ lập công đánh mặt của ngươi? Sư tôn lại hỏi. Vân Phiến công tử trả lời, sư tôn, ngay cả ta cùng ẩn đều không đối phó được nhân vật, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn thử xem, ta nhìn chỉ có bại vong một đường. Sư tôn cũng không tất vì ta nói chuyện, bọn hắn muốn lập công liền để bọn hắn đi thôi. Sư tôn nghĩ nghĩ nói, tốt, vậy liền để bọn hắn thử một chút, để tông môn cũng xem thật kỹ một chút đến tôi cùng là ai đồ đệ không nên thân. Hắc phong lính ma tu trụ sở, trung bạc vang lên, dáng rất hiểu điệu. Từ Hoàng cầm mới nhất tới tay chính đạo báo, đi vào lớn như vậy phòng luyện công, hắc nham như mực, cùng phong gào thét thổi đến người quần áo bay phất phới. Phong mang hắc khí, lệnh tựa hồ còn có thể trở ngại nguyên khí vận hành, có thể ở chỗ này tu luyện hiển nhiên không phải người bình thường. Từ Hoàng cất bước đi vào trong, rốt cục tại đầu gió chỗ nhìn thấy một thân ảnh áo đen trường bào, tóc bạc râu bạc trắng, nhìn lên đến hình như có tuổi, lại làn da kiểu nộ như anh hài, hai con ngươi hữu thần giống như đầy sao. Gặp qua Nguyệt Ma đại nhân, Từ Hoàng có chút khom mình hành lễ, cách đối phương còn có 30 bước liền lập tức dừng lại, không dám có chút lỗ mãng. Nguyệt Ma nhẹ nhàng phất tay, chỉ một thoáng cùng phong ngừng lại thu đi chân trần tiến lên. Nguyệt Ma đi đến Từ Hoàng bên người nói, có việc. Từ Hoàng lập tức xuất ra chính đạo báo cung kính đưa cho Nguyệt Ma, chậm rãi nói, thiên mị nhi cô nương xảy ra chuyện. Nghe tiếng, Nguyệt Ma tiếp nhận chính đạo báo, chỉ nhìn thoáng qua, Nguyệt Ma liền lạnh giọng nói, khá lắm Trương Ma Đầu à, lại đem mị nhi đều giết. Hắn không biết đạo thiên mị nhi xuất thân hồn tông, vẫn là ta Nguyệt Ma đồ đệ sao? Từ Hoàng cúi đầu nói, sợ là không biết. Người này sơn dã xuất thân, quật khởi tại nhỏ trong huyện, tuy có chút thủ đoạn nhưng dù sao xuất thân thấp hèn, sợ là không thể nào biết ngài cùng thiên mị nhi tiểu thư quan hệ. Nguyệt Ma hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi sợ là xem thường hắn. Ta nghe nói tại Thanh Quận thời điểm,
Huyết Phủ Dung cũng chết trên tay hắn, là thật sao? Vâng, Tử Hoàng ưng tiếng nói. Nguyệt Ma gật đầu nói, vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại, còn không biết trời cao đất rộng, lấy chết có đạo á? Nguyệt Ma có chút phất tay, chính đạo báo trôi nổi mà lên. Chợt giữa không trung mấy con màu bạc tiểu quỷ xuất hiện, cấp tốc đem báo chí chi ăn sạch sẽ. Tử Hoàng nhìn xem cái này chút tiểu quỷ, đều thân thể căng cứng, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nguyệt Ma đi đến một bên lại hỏi, tế đàn ma ấn đều chuẩn bị xong chưa? Tử Hoàng trả lời, đều dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị không sai biệt lắm. Nguyệt Ma ngẩng đầu, từ trên bàn cầm lấy mấy tấm lệnh bài đưa cho Tử Hoàng nói, thiên hạ đại loạn, khiến thằng nhãi danh thành danh, đối phó những này nhàn tản ma tu chỉ cần ba cái thủ đoạn, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm chó. Tử Hoàng ánh mắt sáng lên nói, đại nhân, là chuẩn bị chém đầu vẫn là thu hắn làm chó? Nguyệt Ma cười cười nói, đều không phải là, ta muốn mời khách, mời vị này Trương Ma Đầu, còn có Giang Nam sáu quận nổi danh ma tu đều đến ăn một bữa cơm. Tướng lệnh bài nhét vào Tử Hoàng trong tay, Nguyệt Ma trong mắt tràn đầy hiền lành. Tử Hoàng lại cảm giác được không rét mà run, nhẹ giọng hỏi, thằng nếu bọn họ không đến đâu? Nguyệt Ma nói cho bọn hắn nếu như không đến, ta liền dẫn người, tự mình đi mời, thanh quận, quận thành, quận thủ phủ, tông chủ, đại hỉ á, tông chủ có tin mừng rồi. Sáng sớm, vị đại trương tông chủ liền bị đánh thức, mở to mông lung mắt buồn ngủ. Trương Mặc nhìn xem lão Lý lại cầm đồ vật vọt vào, ngáp một cái, Trương Mặc nói, ngươi mời có vui, có biết nói chuyện hay không, đều làm trưởng lão, nói chuyện muốn được thể, còn tao nhã hơn, cao nhã hiểu không? Vỗ vỗ lòng ngực, Trương Mặc tiếp tục nói, nhìn xem có người tông chủ ta, hiện tại ai nâng lên ta, không phải nói một tiếng tông chủ đúng là mẹ nó cao nhã. Liếc qua lão Lý trên tay hộp, Trương Mặc lại hỏi, chuyện gì đáng giá ngươi cao hứng như vậy, lại gài bẫy người nào? Lão Lý nhanh chóng nói, không có hồ ai, tông chủ, là bảo vật à, chúng ta hào hảo sửa sang lại một cái ngày đó chết mất mấy vị di vật, phát hiện vật này, linh bảo, hàng thật giá thật linh bảo, chính là tông chủ mài cần loại kia. Nghe được linh bảo, Trương Mặc cuối cùng là mừng rỡ, hứng thú, đưa qua, ta xem một chút. Tiếp nhận hộp, Trương Mặc mở ra xem, thình lình phát hiện lại là một chiếc nhẫn. Lão Lý ở bên nhanh chóng giải thích nói, nguyên lai ngày đó nổ chết người bên trong, còn có phục thanh hội hỗn đản. Vật này liền là bọn hắn ỉ vào, cũng là chúng ta một mực đang đau khổ truy tìm thanh môn chí bảo. Điểm thương giới, nó có thể rút ra tinh hoa cùng lực lượng, còn có thể chứa đựng linh nguyên chi khí cùng tinh túy. Chân chính bảo vật bên trong bảo vật, thần khí trong thần khí. Anh, người trước im miệng, Trương Mặc cầm điểm thương giới cẩn thận bưng nhìn, càng xem trong lòng càng đẹp. Bên trong còn chưa dùng hết linh nguyên chi khí thật nhiều à. Cái này không phải liền là nó cuối cùng thiếu bảo vật sao? Cái này chẳng phải thỏa sao? Ma thần, ta lại tới, cười sang sảng ba tiếng, Trương Mặc gật đầu nói, làm cho gọn gàng vào, đi gọi Dương Thạc, đem chuẩn bị xong bảo vật đều cùng ta chuyển vào đến, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tông chủ, Dương Thạc giống như đang bận bịu bắt gian tế, hắn nói tại trong tông môn tìm được không hiểu ký hiệu, khẳng định là có gian tế, vậy thì ngươi đi làm, nhanh lên. Là, tông chủ, ta còn ở những người khác trên tay tìm được không thiếu bảo vật, mà nhìn có phải hay không cùng một chỗ đưa cho ngài đến. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy à? Ta chỉ cần mang linh nguyên chi khí đồ vật, cái khác chính các ngươi chia hết. Nhanh, lan. Trương Mặc một cước đá văng lão Lý, để hắn nhanh đi làm việc, đừng nói nhà một đống, mỗi ngày bức bức. Lão Lý mặc dù bị đạp một cước, nhưng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì lần này Từ Ẩn, Đầu Gỗ, Thiên Mị Nhi, còn có Lôi Vĩnh, Tần Phong trên người bọn họ thế nhưng là tìm được không thiếu đồ tốt. Không nói những cái khác, riêng là tòa hồn bình, cũng nhanh theo kịp linh bảo. Nhưng những vật này, tông chủ đều không cần, cái kia không thuận tiện nhi bọn hắn sao? Ha ha, lại phát tài. Lão Lý hấp tấp nhanh đi làm việc. Không bao lâu, liền để một đám ma tu đem đồ vật toàn bộ nhấc đến dọn xong. Trương Mặc nhìn xem không sai biệt lắm, cũng thận trọng xuất ra mấu chốt nhất ba món đồ. Theo thứ tự là, nhặt được đâm phong kiếm, đầu giá hội 10 lượng bạc có được thiên phường ngũ sắc thạch, cùng cuối cùng tới tay điểm thương giới. Ổn, cái này còn không ổn thỏa thay cái kỹ năng sao? Ma thần à, ma thần, ta hiện tại yêu cầu cũng không cao. Xem mà tiểu lão đệ mệt gần chết tìm tới, cho ngươi nhiều như vậy linh bảo phân thượng, cho cái ngư bức kỹ năng à? Đừng lại là tự sát kỹ năng, món đồ kia ai dám dùng à? Thiên linh linh, địa linh linh, ma thần không cho tốt kỹ năng, chúc hắn đi đều không được, lan ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta, đuổi đi tất cả ma tu, lại đóng lại hậu viện đại môn. Trương Mặc xuất ra tế thần pháp, bắt đầu miễn nhiệm tế văn, chỉ một thoáng, thiên bắt đầu phong vân biến sắc. Phía ngoài ma tu nhóm nhìn thấy một màn này, cũng coi như bình tĩnh, dù sao đã thấy nhiều, cũng liền chuyện như vậy. Tông chủ lại bắt đầu tu luyện à? Phòng bếp chuẩn bị, tông chủ mỗi lần tu luyện xong đều cùng tào bón, nhớ kỹ làm điểm thông dạ dày đồ vật, đều tránh ra, cẩn thận xét đánh chết người. Ai, đáng tiếc luôn luôn sấm to mưa nhỏ, nếu không tông chủ một chiêu này dùng để trồng trọt, sớm phát tài. Răng rắc, lôi đình rơi xuống, theo sát lấy một đạo cuồng phong, như long quyền đồng dạng xuất hiện tại hậu viện. Ai u, có tình huống mới, lần này cùng nguyên lai không giống nhau à, đều tránh ra, mau tránh ra. Tông chủ tu luyện nhưng không mọc mắt à, bị thổi chết đáng đời.
từng tiếng gọi bên trong, ma tu viễn cách, cái này một đạo long quyển phong, thì thật nhiều lòng hút nước, nối liền trời đất. Ở vào tế tự bên trong trung mạc, lần đầu cảm giác được hồn phách của mình cũng phiêu diêu mà lên. Nguyên lai nhưng không có cảm giác như vậy, lần này tế tự, ngược lại là có mấy nhiều kiểu. Ngay sau đó, trung mạc cảm giác mình thấy được một đôi mắt, đó là như thế nào một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, giống như mang vô tận bá khí, đem hắn gột rửa, tâm thần phiêu diêu phía dưới, trung mạc giống như là tại trong đầu của mình, nghe được thuộc về ma thần thanh âm. Làm không tệ, thưởng, chợt, hồn phách bỗng nhiên bay trở về, trước mặc chân kế tiếp lảo đảo, không tự chủ được ném xuống đất, ngụm lớn hô hấp, trên nó tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên thân càng là giống vừa mới tắm rửa, bị ướt đẫm mồ hôi, lúc này như thế bị người bên ngoài nhìn thấy hình dạng của hắn, sợ rằng sẽ cho là bọn họ tông chủ lại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chậm một hồi lâu, trước mặc phương mới đứng dậy, trên trời mây đen tiêu tán, cuồng phong biến mất, hết thảy khôi phục như thường. Trương Mặc sờ lấy đầu của mình nhìn bốn phía, lần này hẳn là thành công á. Đáng chết ma thần, cái này nếu là còn không được, lão tổ liền không chơi với ngươi. Tả Hứa quan sát, sau đó liền thấy không thiếu bảo vật cấp tốc hóa thành bột mịn tiêu tán. Xem ra là thành công, tế phẩm đều lấy đi. Nhưng lại tập trung nhìn vào, Trương Mặc thình lình phát hiện, điểm thương giới cùng thiên phương ngũ sắc thạch cũng không có cùng một chỗ tiêu tán, liền ngay cả đâm phong kiếm, tựa hồ cũng chỉ là đã mất đi rực rỡ mà thôi. Ma thần tịch thu sao? Trương Mặc cầm lấy điểm thương giới, hơi dò xét liền phát hiện bên trong linh nguyên chi khí giống tuyết, nhưng chiếc nhẫn bản thân cũng không nhận được hư hao. Khá lắm, cuối cùng là nhìn thấy quay đầu tiên. Anh, linh bảo sẽ không phá hủy à? Như thế một tin tức tốt, Trương Mặc cười đeo lên điểm thương giới. Loại kia hắn lần sau lại cho chiếc nhẫn đổ đầy linh nguyên chi khí, chẳng phải là còn có thể lại hiến tế một lần? Ha ha, chờ đã, ma thần sẽ không cũng nghĩ như vậy à? Ngoạ tào, rất có thể, chăn heo đâu? Trong lòng điểm này mừng thầm lập tức biến mất. Trương Mặc cầm lấy đâm phong kiếm nhìn mấy lần. Kiếm cũng còn tại, cái đồ chơi này thuộc về thích khách ưa thích cái chủng loại kia, giữ lại thưởng cho ai đây? Xem chừng áo bào đen khẳng định sẽ thích. Về phần lão Lý, ha ha, chỉ cần là đáng tiền liền không có hắn không yêu. Người này là rơi vào tiền trong mắt, ở trên người hắn tiền mắt so cái rắm, mắt đều trọng yếu. Sau cùng thiên phương vũ sắc thạch, Trương Mạc vẫn là mang lên trên bao tay mới dám cầm lấy, cẩn thận bưng nhìn. Ách, độc tựa hồ vẫn còn, không có nửa điểm tiêu giảm. Hắn muốn đọc một cái ma thần kế hoạch, xem ra là triệt để thất bại. Chập chập, tính người lão tiểu tử gặp may mắn, lần sau tìm một cơ hội hiến điểm vật dơ bẩn cho ngươi. Hắc hắc, thu hồi thiên phương ngũ sắc thạch, Trương Mạc lại hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại, tâm tính thấp thỏm đi nghênh đón mình kỹ năng mới. Tới đi, đến cái hữu dụng, cho dù là ẩn thân cũng được à? Ý thức va chạm điểm sáng, sau một khắc, Trương Mạc cái trán gân xanh nhảy lên, mình khinh nhu huyệt thái dương. Trương Mạc đã biết mình năng lực mới là cái gì. Giết, sát ý bạo động, nghe danh tự, cái này tựa hồ vẫn là một cái bình thường kỹ năng. Lại cảm thụ một chút sử dụng điều kiện cùng tác dụng, lập tức Trương Mạc có chút choáng váng. Kỹ năng này giống như có điểm lạ, sát ý bạo động, dẫn bạo đối phương sát ý, làm cho đối phương tới giết đi ngươi. Phát động cần nhìn thấy đối phương, tiếp tục thời gian, xem chừng mắt thời gian là định. Nhìn đối phương thời gian càng dài, đối phương liền càng điên cuồng lên, phóng liên tục đại chiêu, uy lực dần dần bay vụt, chớp mắt liền có thể đánh gãy năng lực, có thể thời gian dài sử dụng, đại quy mô sử dụng, lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng đối phương như không sát ý, bản kỹ năng không có tác dụng. Tổng kết, người ta muốn giết người, liền sẽ tới giết người. Trương Mạc gãi đầu một cái, tựa hồ lại là một kẻ rác rưởi kỹ năng. Hắn hiện tại đã đối với cái này không tức giận, quen thuộc mà. Nhưng hắn luôn cảm thấy kỹ năng này cùng cái khác rác rưởi kỹ năng còn có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ có thể sử dụng. Ách, tìm người thử trước một chút. Lão Lý, Trương Mạc đi ra hậu viện, một tiếng kêu hô, nhanh chóng, lão Lý liền chạy tới. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, thần công đại thành. Đi đi đi, tùy tiện gọi mấy người đến, ta muốn thử một chút mới công pháp. Trương Mạc cất cao giọng nói, được rồi, không có nói nhảm. Lão Lý lập tức liền tìm tới mấy cái cao lớn thô kệch, bắt thịt cả người ma tu, với lại dáng dấp rất xấu, xem xét liền thiếu đánh, không đúng, là chịu đánh. Mấy người đứng thành một hàng, dẫn đầu đại hán, tựa hồ còn có chút hoảng, nói khẽ, tông chủ, mời thương tiếc chúng ta, nói hình như mình là cái gì kiều nộn đóa hoa, nhìn xem bộ dáng của các người, bá vương hoa, đều đứng vững. Lão Lý hét lớn một tiếng, sau đó mời Trương Mạc thí nghiệm công pháp. Trương Mạc ra hiệu cái khác ma tu cùng lão Lý đều đứng đi đến bên cạnh mình. Cái gọi là cẩn thận khiến cho vạn năm giường, là giường à? Dù sao liền ý tứ này, bắt đầu, đứng vững, nín thở, ngưng thần, trừng mắt. Sa đi bạo động, Trương Mạc cắt gao nhìn về phía trước mấy cái đại hán. Mấy người cũng lập tức kéo căng thân thể, chờ lấy tông chủ ra chiêu. Sau đó, bọn hắn liền thấy tông chủ hung ác trừng ở mình. Ngoạ tào, thật là đáng sợ chiêu số. Chẳng lẽ tông chủ là muốn thí nghiệm dùng ánh mắt giết người sao? Quá mạnh á, này làm sao phòng, cái này như thế nào phòng ở, mạng ta xong rồi. Mấy người sinh lòng tuyệt vọng, nhưng các loại trong chốc lát về sau phát hiện tông chủ cũng không có bước kế tiếp động tác, với lại cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi mặt đất một mảnh nhẹ cát. Lao Lý ở bên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đây là gia chiêu sao? Tông chủ mắt ghen đều nhanh trợn lồi ra. Đây là đang làm gì vậy? Ách, tông chủ, ngươi gia chiêu à? Trương Mạc quay đầu cũng trừng mắt về phía Lão Lý, còn mắt lại trừng một vòng to nói, ta không có gia chiêu sao? Ngươi cảm giác không thấy cái gì dị thường sao? Lão Lý nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lập tức tán thán nói, ta cảm giác được tông chủ uy nghiêm, trời ạ, tông chủ, trong nháy mắt ngài ở trong lòng ta hình tượng càng phát cao lớn, ngài đơn giản liền là trên trời mặt trời, như vậy nóng bỏng, chiếu sáng trái tim của ta, ngươi đi chết đi. Trương Mạc một tay lấy Lão Lý đẩy ra, ngươi cảm giác được cái búa, ngươi cảm giác được, thu hồi mình hung ác ánh mắt, Trương Mạc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, liền biết sẽ là như thế này, phá chiêu, hố cha đó á, lăn, đều cút cho ta, phất tay để cho người ta xéo đi. Lão Lý mấy người cũng không dám do dự, mau chóng rời đi. Mấy cái đại hán hai mặt nhìn nhau, còn tại khe khẽ bàn luận, tông chủ cái này cái chiêu gì à? Ai biết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngươi nhìn cái gì thần công, có đúng không? Con có công pháp này. Có, chiêu thứ nhất liền là nhìn đại gia ngươi à? Anh, nguyên lai là ngư bức như vậy công pháp à?